chẩn đoán và điều trị. Nói chung là ta sẽ học theo phương pháp của lớp mình, đó là 1, 2, 3, được chưa? Như vậy 1 là gì, 2 là gì và 3 là gì? 3 là gì? Dạ, số 3 là cận lâm sàng và điều trị. Chẩn đoán và điều trị, học thật. Cận lâm sàng và điều trị. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu từ giải phẫu. Tủy xương là một cơ quan thuộc hệ võng nội môn. Được chưa? Cứ mỗi một giây thì ta sẽ có 2 triệu hồng cầu chết đi và nhiều triệu hồng cầu sinh ra. Vậy chúng ta xong phần giải phẫu và sinh lý. Được chưa? Được chưa? Xây phần giải phẫu, sinh lý, sinh hóa, vi sinh, mô, vi sinh bỏ qua bởi vì đây là ung thư. Mô, phổi, mô mới gì nhá, histology, phổi bỏ qua, miễn dịch, sinh lý bệnh, dược lý, tất cả bỏ qua. Như vậy ta chỉ còn lại có phần giải phẫu sinh lý và histology, pathology, đúng cái rồi. Về phần signs and symptoms, ta sẽ đi thẳng vào bên trong cái bài Wikipedia. Signs and symptoms, đây, các bạn thấy signs and symptoms. Đúng chưa? Một cái AML, bệnh nhân sẽ có cái gì? Bạn thấy không? Đầu tiên là sưng nước, người Bắc gọi là sưng cái lợi. Lợi thì có lợi mà ta không còn. Người Việt Nam không gọi là lợi, mà gọi là nước. Thì các bạn sẽ thấy sưng nước, viêm nha chu và chảy máu răng là cái bao giờ cũng gặp. Đặc biệt là bệnh nhân sẽ có sự thâm nhiễm của các tế bào bạch cầu vào bên trong cái nướu này. Được chưa? Bằng thuộc lòng các thầy từ infiltration by neutrophil cells. Hôm trước thầy đã dạy một ung thư tiến triển theo 4 con đường. Mời bạn nào đó nhắc lại 4 con đường đó cho mọi người nha. Đây các bạn nhìn vô phong việc nữa. Tóm tắt cho chúng ta hết 4 cái. Nữa là infiltration, invasion, seeding and metastasis. Như vậy trong trường hợp bệnh nhân bị điều khí nhà dòng tủy, ta hỏi nó sẽ tiến triển theo con đường nào? Infiltration chắc chắn có. Invasion có không? Seeding có không? Metastasis có không? Thưa thầy, theo em là nó sẽ có hai cái, đó là infiltration với lại invasion. Còn cái seeding với lại metastasis nó không có, tại vì cái bệnh này là cái ung thư máu thì nó sẽ đi khắp cơ thể luôn rồi. Chứ nó không phải là tại một cái khu trú một nơi, nó theo máu đi khắp cơ thể luôn rồi. Do đó em nghĩ là nó sẽ không còn cái seeding với lại cái metastasis. Còn cái invasion thì nó có, là ví dụ như nó vào gan, vào lách. Thank you. Invasion ta đã giải quyết xong, bây giờ tới invasion có hay không có. Invasion là một sự lan tràn, rõ ràng nó đi theo máu, cho nên nó invasion khắp nơi. Và nó không có di căn vào trong mô nào hết, mà nó sẽ đi đến rồi nó đi luôn. Như vậy, cái điều nguy hiểm nhất và cái điều gây chết người của bệnh ung thư máu là gì? Tại sao mình mới chết? Cũng giống như hiện nay ta nói rằng bệnh Covid rất là ghê gớm, vậy ta nói tại sao mình cũng chết là cái gì? Đa số hiện nay khoa học không trả lời được tại sao bởi vì Covid. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây không nói về nó. Có hôm nay chúng ta sẽ học gì? Ung thư máu dòng tủy, thì ta hỏi một người ung thư máu dòng tủy sẽ chết vì cái gì? Dạ thưa thầy, là thứ nhất á, là cái những cái con bạch cầu trong tủy xương á, bây giờ là những con bạch cầu non, nó không có chức năng, do đó mà bệnh nhân sẽ hay bị nhiễm trùng tái đi tái lại. Cái thứ hai là những cái con bạch cầu non đó nó chèn ép vào những cái tế bào tủy bình thường, là những cái dòng mà nó sinh hồng cầu hay là sinh tiểu cầu, do đó bệnh nhân sẽ có một cái thiếu máu. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giảm số lượng về tiểu cầu, do đó bệnh nhân bị hội chứng xuất huyết. Ok. Như vậy ta thấy tất cả nó sẽ xoay quanh ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là bệnh nhân không cung cấp đủ oxy cho mô bởi vì hồng cầu bị chết quá lẹ. Hồi nãy thầy đã nhắc rồi, bình thường một hồng cầu trong một phút sẽ có 2 triệu hồng cầu chết đi và nhiều triệu hồng cầu được sinh ra trong mỗi một giây nha, trong một phút nha, một giây nha, có 2 triệu hồng cầu chết đi và nhiều triệu hồng cầu được sinh ra. Như vậy trong trường hợp bệnh nhân bị ung thư máu dòng tủy thì có một giây có bao nhiêu hồng cầu chết đi và bao nhiêu hồng cầu được sinh ra? Đây là câu hỏi khó. Vì sao? Vì ta biết được rằng một hồng cầu được sinh ra nó phải trải qua giai đoạn là đẩy hồng cầu non ra ngoài mọi vi có nhân, không làm được gì cả, rồi đi vòng vòng 4 ngày, 5 ngày sau nó trở thành hồng cầu trưởng thành. Như vậy một cơ thể đó sẽ không đủ khỏe, không đủ cung cấp oxy cho mô và không thể tồn tại lâu nếu như chúng ta không giải quyết được cái vấn đề là đừng giết chết
hồng cầu quá lẻ hơn 2 triệu hồng cầu. Chết chương trình nha, phải nói chết chương trình nha, đối với người Việt thì trong trường hợp này Việt Nam sẽ không có chết hồng cầu chương trình mà chết hồng cầu bệnh lý. Cái thứ hai là vì bạch cầu càng ngập khắp nơi và đều là bạch cầu non, cho nên chức năng bảo vệ cơ thể để trong hồi nãy mình nói là giải phẫu sinh lý sinh hóa vi sinh mô phôi tiết trùng đáo bụng dược lý miễn dịch sinh lý bệnh đó, thì về mặt cơ chế miễn dịch ở bên này không hề có hiện tượng miễn dịch được bởi vì bạch cầu không còn chức năng bằng nữa. Và ngược lại, đến cái sự tăng cao bạch cầu như vậy nó sẽ gây tắc mạch tùm lum tà la, và nhiều chuyện xảy ra do hậu quả tràn ngập của các con bạch cầu chạy đầy ngoài đường làm cho nghẽn xe, làm nghẽn túi chuyện cho nên chức năng thì không làm được gì. Người ta bảo là sống không có ích lợi mà chết còn cản trở nó đi, đó là một câu hay nói đùa chứ như cái đám ma của những người không có ích lợi gì cho xã hội. Hôm nay chúng ta học cái bài bệnh bạch cầu non giống bạch như vậy, có nghĩa là những cái con bạch cầu non đó không có ích lợi gì cho cơ thể nhưng mà lại cản trở sự di chuyển của dòng máu và làm rất nhiều hậu quả. Như vậy bệnh nhân sẽ chết vì nhiễm trùng. Bởi vì nữa, vì cái tiểu cầu của bệnh nhân không được sinh sản và được bị giữ lại rất nhanh cho nên bệnh nhân sẽ bị xuất huyết và bệnh nhân sẽ chết vì vừa bị thiếu máu mà lại vừa bị mất máu nữa. Cho nên bệnh nhân sẽ có hình trạng thiếu oxy não, suy đa cơ quan. Như nữa, ta hỏi lắc có to không? Lắc có to hay không? Nếu có tại sao nó không phải chạy? Mời bạn Quang Sim. Ok, anh Thư nói là có lắc to. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lý qua bài của chúng ta. Được chưa? Xem có lắc to hay không? Đây, enlargement of the spleen. Được chưa? Tại sao to? Mời bạn giải thích. Dạ, thì em xin trả lời đó là do cái trong bạch cầu cấp dòng tủy á, thì nó có một cái hội chứng gọi là hội chứng u, đó là do thâm nhiễm của những cái con tế bào non này tới những cơ quan. Ví dụ như nó thâm nhiễm vô cái phần nướu răng á, thì lại mình thấy là nướu nó sưng to, hay là vô gan thì gan to, lách lách to và hạch to. Tuy nhiên đối với cái bạch cầu cấp dòng tủy á, thì cái gan lách mà nó to á, thì nó chỉ có khoảng là 25-50% mà thôi, chứ nó không phải luôn luôn là cái tỷ lệ cao như là bạch cầu mạn. Do đó đây người ta ghi là chỉ có may occur in AML. Ok, chúng ta sẽ đi sâu lần chút để xem tập trình bài của anh cả. Splenomegaly slash one spleen is usually lies in a smaller one of four karyotypes. Ta thấy là cứ trong 4 trường hợp thì sẽ có một trường hợp là bệnh nhân có cường đó. Vậy là 25% như anh ta nói hồi nãy, tức là 1 trên 4 không đồng. Được chưa? Như vậy, other common cause is rejection due to poor hypertension. Như vậy, ở đây còn một cơ chế rất to nữa là do tăng áp lực tĩnh mạch nữa, cho nên máu về ra không được, cho nên máu ứ lại ở dưới, ở lớp lọc cho lớp to. Ngoài ra còn có sự infiltration of leukemias and lymphoma. Có nghĩa là có hiện tượng là thâm nhiễm infiltration bởi các cái bạch cầu mà bị ung thư đó vào bên trong cái mô lớp, và bởi các cái lymphoma các cái bạch cầu nó sẽ đó cũng làm cho các cái hạch bị ung thư. Như vậy còn bộ phận của anh ta thì mà hãy chính xác như là các bạn này. Dạ, vừa chiều anh ấy có nghe đúng chưa? Rồi bây giờ như vậy triệu chứng của chúng ta sẽ là thiếu máu, bạch cầu nhiều thiếu máu. Bây giờ ta đang nói tới một cái thể đặc biệt gọi là leukemia allogenic bằng tiếng Pháp, tiếng Anh là cái việc là ung thư máu nhưng mà bạch cầu trong máu không tăng. Ung thư máu nhưng bạch cầu không tăng, đây là một thể làm cho người sĩ khó. Trong trường hợp đó chúng ta chỉ chẩn đoán được khi chúng ta có chi tiết kỹ sư những hoạt động tên cái thể đơn được tìm xem thể đó như thế nào. Khi gõ trước chúng ta sẽ vào trang web chấm Google chúng ta phải gọi leukemia allogenic leukemic leukemia. Đây các bạn có đây, it's a leukemia with leukocytes count normal and below normal. Increase number of white blood cells and not infected, cho nên không có tăng bạch cầu trong máu. It is a rare type of leukemia, đây là một cái dạng ung thư máu rất là hiếm gặp. Time is a lymphocytic monocytic or myeloma. Cái thể này có thể bất kỳ các bạn có thể gặp trong ung thư tân cầu, ung thư tiểu cầu hoặc là ung thư lung cả cái bạch cầu mono luôn, đúng chưa? Như vậy các bạn đọc thêm bài này, tuy nhiên rất là hiếm, và vì nó hiếm cho nên đừng đọc. Chỉ có khi nào các bạn học bài đó, bạn đi thi bài đó thì giáo viên hỏi thì nói là thưa em có nghe nói có một loại ung thư máu,
tiếng Pháp gọi là leucemia leukemic, nhằm gọi là leukemic leukemia. Thế rồi, đừng nói gì thêm. Rồi bây giờ ta sẽ nói tới các cái cận lâm sàng. Cận lâm sàng thì bắt buộc phong thức máu phải có. Rồi gì nữa, bắt buộc sinh thức phiên chức kỹ sư. Ở đây ta có pathophysiology sinh lý bệnh. Ta hỏi có cần học sinh lý bệnh trong trường hợp này hay không? Có hay không? Nếu có thì tại sao? Nếu không thì tại sao? Đây là một bài tập về nhà. Bây giờ thầy copy cái này bỏ vô trong cái Zalo. Thầy nói rằng đây là một bài tập. Các bạn phải trả lời yes hay no. Ta đang học tại Mỹ, không phải là cái gì cũng học. Nếu bắt buộc phải học thì ta hỏi tại sao tôi phải học cái đó? Tôi phải học cái đó như thế nào? Như vậy gần như bệnh án của chúng ta đã được định rồi ở cái chỗ pathophysiology này, đó là phải học nhưng mà học histopathology chứ không phải là học pathophysiology. Bởi vì hồi nãy chúng ta đã nói rồi, bệnh nhân bị thiếu hồng cầu cho nên oxy não luôn luôn bla bla bla, bệnh nhân bị thiếu tiểu cầu cho nên bla 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 bla, bệnh nhân bị tăng bạch cầu cho nên bla 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 bla, và bệnh nhân sẽ chết vì nhiễm trùng, bệnh nhân sẽ chết vì thiếu máu, bệnh nhân sẽ chết vì thiếu oxy não, bệnh nhân sẽ chết vì tắc mạch do bạch cầu nó cản đường đi bla 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 bla. Như vậy tất cả những sinh lý bệnh chúng ta đã nói rồi, nãy anh Việt đã nói hết rồi, không cần phải học sinh lý bệnh nữa. Nhưng histopathology thì phải học để chi, để biết là phải ghép tủy như thế nào. Như vậy các bạn nhìn lên cái hình ở kế bên pathophysiology, các bạn thấy stem cell, myeloid stem cell, myeloid blast, monocyte, granulocyte. Tới đây các bạn thấy kêu rằng ung thư bạch cầu cắt dòng tủy nằm ở đâu? AML can be developed from either of these cells. Có nghĩa là bất kỳ một cái ung thư nào của những thằng này đều gọi là ung thư bạch cầu cắt dòng tủy. Tuy nhiên trong này còn có bạch cầu mạng nữa. Ở đây các bạn chỉ nói là bạch cầu dòng tủy thôi, đừng nói cắt mạng. Thì cắt thành mạng nó còn có định nghĩa riêng nữa. Cái tiêu chuẩn thế nào cắt, cái tiêu chuẩn thế nào mạng. Bây giờ, như vậy các bạn thấy đêm nay chúng ta không phải là học một bài ung thư máu, mà chúng ta là có một cái nhìn tổng quan về huyết học. Hết luôn phần học luôn. Mà hiểu cái học chưa? Cũng vậy mới giỏi được. Vì từ ngày hôm lên chúng ta sẽ không sợ bệnh án huyết học nào nữa, vì chúng ta đã có tổng quan hôm nay. Chúng ta đã biết được góc độ bệnh lý nội khoa, biết được bệnh lý phải ghép cơ quan. Tuy nhiên nãy giờ chúng ta còn đang chưa nhắc đến những vấn đề cực kỳ hấp dẫn hiện nay, đó là ghép tế bào gốc. Ta không nói tới ghép tủy xương mà nói tới tế bào gốc. Thì nãy giờ chúng ta chưa hề đã động gì tế bào gốc hết. Bây giờ như vậy ta sẽ hỏi ung thư bệnh bạch cầu cấp dòng tủy khi nào thì ghép tủy xương, khi nào thì ghép tế bào gốc. Bây giờ câu hỏi quá khó, bây giờ quá cực kỳ khó. Ta không nói là xài thuốc gì ở đây nữa. Mặc dù anh Hoàng Cao chịu học chắc là bị ông thầy nào đó giục lên đầu nóng thúng thuốc, không có ý nghĩa gì cả, học như vậy chả có lợi gì cả. Vì những thuốc em học hôm nay, ngày mai chưa chắc cũng có học xài nữa. Ngày mai có thể có những thuốc khác tốt hơn. Hoặc những thuốc anh xài hôm nay, ngày mai người ta nói là không được xài nữa bởi vì nó có các tác dụng phụ sau đây, bla 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 bla. Ta hiểu cách học chưa? Những điều các em học hôm nay là đúng, tới ngày mai chưa chắc là đúng. Còn những cái điều gì em học hôm nay là sai thì ngày mai không biết làm sao, chắc là sẽ sai hơn, nhiều hơn. Chứ khó lòng các em nay sai mà ngày mai thì đúng, khó lòng. Đúng chưa? Như vậy cuối cùng ta sẽ hỏi là tại sao tôi học bài này? Đúng chưa? Phải. Thì bây giờ các bạn có thấy được, ta có trả lời được. Học xong bài này tôi có nhìn tổng quan về huyết học chứ không chỉ là ung thư máu. Rồi cái thứ hai ta hỏi là how, nãy giờ thầy đã dạy mấy em rồi, một hai bài, một hai bài, ta học thêm một hai bài. Rồi cuối cùng của anh còn lại gì, ta thấy gì trong đêm nay, cờ bay muốn ngọn cờ bay. Vậy thì sau bài học này các bạn còn lại gì, ta sẽ nghe một bạn mình nói thêm còn lại gì sau học bài này. Mời bạn Duy Dương. Vậy chúng ta sẽ kết thúc bài học hôm nay bằng 3 câu hỏi. Câu hỏi số 1, cái chào, bạn hiểu cách học là bát, tức là
Sau khi why xong rồi, how rồi, bây giờ tới cái cuối cùng là what, là còn lại gì? Chúng ta còn lại bằng 3 câu hỏi số 1 là bệnh nhân này có chỉ định ghép tủy hay không? Yes or no? Nếu yes thì tại sao? Và tỷ lệ thành công, tỷ lệ thất bại, tốn bao nhiêu tiền? Việt Nam làm được bao nhiêu ca rồi? Trung tâm huyết học truyền máu Sài Gòn làm được bao nhiêu ca rồi? Viện huyết học Trung ương ở Hà Nội làm được bao nhiêu ca rồi? Đặt lại, đúng chưa? Câu hỏi số 2 là ghép tế bào gốc. Bệnh nhân này có chỉ định hay không? Và nếu loạn chưa chọn lựa giữa phương pháp 1 thì phương pháp 2 thì phương pháp nào nên chọn ở bệnh nhân này? Nếu bệnh nhân trong túi có 100 ngàn đô la, 20 ngàn không có làm được đâu nha. Rồi câu hỏi cuối cùng của chúng ta là đánh giá đột biến gen ở bệnh nhân này như thế nào? Hôm trước chúng ta nói là không chấp nhận trường đột biến. Trong trường hợp này là ung thư, cho nên từ đột biến rất là chính xác. Yeah. Trong trường hợp con virus COVID-19 nói là đột biến gì đó, à, cái từ đột biến này suy nghĩ lại. Giống như lan đột biến có nghĩa là cái thằng chủ chơi lan đột nhiên nó ôm tiền của người ta, nó hô biến, cái đó gọi là lan đột biến, đúng. Còn có COVID-19 mà gọi là đột biến, các cái thể của Anh, các thể của Ấn Độ coi lại cái định nghĩa đó nha. Không chấp nhận được trong khoa học hiện nay. Thì tại sao mỗi ngày chúng ta vẫn còn nghe ra rã trên các báo đài Việt Nam rằng con virus này đến từ nước này, đến từ nước kia được biết mà coi lại trong trường